Hôm nay mình sẽ dạy các bạn cách đưa dữ liệu file NTD vào trong phần mềm TDT 5.1. Đây là mình đang sử dụng não. Đây là phần mềm TDT 5.1 của mình. Mình bật trước tiên mình bật khóa lên, nhấn vào Start. Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện lệnh nhập tuyến. Ok, nhập tin mở. Bây giờ mình sẽ mẫu file NTD cái mét 0.4. Ok, số liệu là khi mình mở lên là nó không hiện hết toàn bộ dữ liệu. Bây giờ mình sẽ xử lý như thế nào. Mình sẽ xem cái này ra ngoài kết thúc để thực hiện xử lý. Thì mình hãy thoát chương trình đi. Sau đấy là mình sẽ cài phần mềm nhập số liệu. Đây phần mềm TDT của mình. Đây mình là có file TDT nhập số liệu, mình phải sẽ nén nó ra. Thì trong phần mềm nguyên não là mình chưa cài phần mềm để nén nguyên ra. Bây giờ mình sẽ vào nguyên não. Mình không to màn hình lên cho dễ nhìn. Setup để mà cái đường TDT nhập số liệu. TDT nhập số liệu. Đây, bây giờ mình sẽ cài install mềm nhập số liệu trong TDT. Cái này là không cần sử dụng khóa, mình vẫn có thể dùng được. Ok, mình đã cài xong. Đây là dạng TDT nhập số liệu. Rồi số liệu là dạng km không km 4 này, mình là dùng cái TT 5.1 là mình không chuyển đổi được. Bây giờ mình sẽ dùng. Hình như là vừa rồi là có cái chương trình nào đấy đang chạy. Để nốt 5.1. Thoát cái chương trình đi. Khó này, thoát đi. Thoát hết chương trình đi. Vì cái khó mình đang dùng khó crack mà. Đây, tên tên. Đó là không. Không xảy được à. Repair. Tức là không thể được trong cái não. Thế là nó không hỗ trợ chính UNIP. Có lẽ vậy. Đây là bạn có thể cài trên Win chính. Đây bây giờ mình sẽ cài trên Win chính của mình. Đây là mình sẽ chuyển đổi số liệu chứ. Install. Ok. Ok. Cái gì? Đây cái mục nhập dữ liệu này là đã mình đã cài xong. Giờ mình sẽ bật lên. Rồi trên UNIP mình không hiểu là tại sao nó không dùng được. Cái lệnh tắt của nó là nhập tuyến nhé. Nhập tuyến, ok. Nhập tuyến, mở. Vừa rồi là mình trong quần áo là mình có. Các bạn đợi chút, để mình bật lại. Nhập tuyến. Mục của nó là mục phân đoàn 8.2. Ok, mình sẽ vào nguyên thận. Đây là mình đang thực hiện nguyên thận nhé.
mình sẽ mục NTT. Đây, số liệu nó đầy đủ vẫn lên. Đấy, ta sẽ lưu lại. Giới thiệu với tên khác là số liệu TTT 0852 chẳng hạn. Đấy là số liệu đã được chuyển đổi. Ok, ta lưu lại. Sau khi lưu xong thì ta sẽ sang phần mềm TTT 5.1 trong nguyên ảo. Mình tắt cái này đi. Skin. Đây, ta sẽ dùng ta bật khóa lên. Start. Tuyến. Ok. Tin mở. Đây, số liệu trong lần TTT 5852. Open. Đây, số liệu đã chuyển đổi. Số liệu từ NTT sang VNROT. À, sang phần mềm 7.1 là tên là VNROT. Đây là dòng TTT 5.1. Đây, số liệu đã chuyển đổi. Đây là phông, nó có bị lỗi phông và mình để kia là điểm vận ruộng nhà cửa mép đường, là có thể là do trong cái lỗi phông của mình là mình đang để cái phông khác. Bây giờ ta sẽ chạy tuyến thử nhé. Tuyến, tạo tuyến. Đây, tuyến mình sẽ chạy thử. Điểm dữ liệu open, chấp nhận. Ok, để số liệu được đưa lên. Đây là do các địa vận nhà. Để cho rộng này, cho ngang. Đấy, số liệu chạy đầy đủ. Đấy, thế là mình xin kết thúc video tại đây. Đó là ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi số liệu từ NTT sang TTN để dùng trong phần mềm TTT 5.1. Đây là do là phần mềm này là mình không sử dụng khóa cứng nên là ta phải thực hiện hai bước chuyển đổi như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu có vấn đề gì thắc mắc, các bạn hãy comment phía dưới và mình sẽ gửi cái đường link download TTT nhập số liệu ở dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại.